Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2022, tại sân vận động huyện Lang Chánh, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ 9 năm 2022. Dự đại hội về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Về phía huyện Lang Chánh có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các ban ngành cấp huyện. Lễ khai mạc được bắt đầu với màn rước đuốc đốt lửa truyền thống do các vận động viên tiêu biểu rước về đài lửa của đại hội và trao cho đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để thắp đuốc khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ 9 năm 2022. Ngọn lửa biểu trưng cho trí tuệ, thể lực, tinh thần đoàn kết, yêu thương, hòa bình của dân tộc Việt Nam. Ngọn lửa thắp sáng niềm tin của nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh và sức mạnh nền thể thao Việt Nam. Trong những năm qua, huyện Lang Chánh đã phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử và cách mạng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển dịch vụ, làng nghề, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp nói chung, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng. Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được quan tâm, đẩy mạnh. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục được phát triển sâu rộng và có chất lượng. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ, tập luyện thể dục thể thao của nhân dân địa phương. Phong trào thể dục thể thao ở Lang Chánh phát triển sâu rộng và đồng đều ở các địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Đại hội thể dục thể thao huyện Lang Chánh lần thứ 9 tổ chức 5 môn thi đấu với hơn 400 vận động viên của 20 đoàn vận động viên đến từ các xã, thị trấn và các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tham gia tranh tài. Trong đó có 4 môn gồm điền kinh, võ vô vi nam và cầu lông đã được tổ chức thi đấu trước ngày khai mạc đại hội. Trong khuôn khổ đại hội, tiếp tục tổ chức 4 môn còn lại gồm bóng đá, bắn nỏ, đẩy gậy nam nữ và ném còn. Trong diễn văn khai mạc đại hội, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện nhấn mạnh: Đại hội thể dục thể thao của huyện lần này là dịp để tổng kết phong trào cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tuyên dương những điển hình tiên tiến, đồng thời nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận những hạn chế trong quá trình triển khai phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, từ đó xác định đúng phương hướng, mục tiêu và các giải pháp nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao của huyện. Để tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cũng như phát triển công tác thể dục thể thao của huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện tập trung chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt các mục tiêu và chương trình đại hội đã đề ra, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, đổi mới nội dung, cách thức tổ chức cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nhằm tạo thành phong trào rèn luyện thân thể sôi nổi, rộng khắp, hình thành thói quen, vận động tích cực suốt đời trong nhân dân. Kết thúc lễ khai mạc là màn đồng diễn võ thuật vô vi nam của các em học sinh, những màn võ thuật đẹp mắt đã mang lại những nét đặc trưng riêng. Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài tại các môn thi đấu của đại hội, thu hút đông đảo khán giả tới cổ vũ nhiệt tình, khiến không khí của đại hội thực sự sôi động.